Thật sự Thép đi rất là nhiều vùng núi rồi. Nhưng mà ở vùng này là một trong những cái vùng núi nó rất là khắc nghiệt bởi vì nắng. Nhưng mà Thép thấy điều ấn tượng ở đây là chú Dương sống ở vị trí này mà trồng được những cái cây nông nghiệp như cây mít này, cây dừa này, cây táo này. Phải nói là điều đặc biệt ở đây là những cái cây đó rất là tốt và rất là xanh nha cả nhà. Điều đó cho thấy là không phải là cái vùng đất nó cằn mà mình trồng không được, mà do là cái bàn tay của mình, đúng không chú Dương? Nói chung đã làm nông nghiệp thì nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Bất cứ chỗ nào nó phải có nguồn nước, rồi mình sẽ như nó tìm cách nó khai thác nó cho nó phù hợp. Đây là lần đầu tiên mà mình lên vị trí núi rừng khắc nghiệt như thế này mà có một cái vườn táo, mình sẽ thử. Ngọt lắm cả nhà ơi. Đúng là người ta kêu táo VIP là cũng có lý do của nó, ngọt. Hiện tại là Thép đang có mặt tại khu rừng thuộc xã Phước Thái. Bên đây là xã Phước Thái, còn bên đây là xã Phước Vinh. Hai bên giáp danh nhau cả nhà. Mặc dù thì mới Tết xong, mùa xuân, nhưng mà rừng ở đây cả nhà có thấy không? Hai bên lề đường thì những cái cây mà hầu như nó đã bị cháy vì lý do thiếu nước. Ở đây là một cái trong những cái vùng đất rất là khó chịu. Nắng thì nắng rất là ghê, mà mưa thì mưa rất là dữ luôn. Làm cho cái nông nghiệp canh tác ở đây phải nói là rất là khó khăn. Bà con người Rắc Lây ở đây thì họ chỉ biết là trồng bắp theo vụ mùa. Mùa mưa thì họ trồng, mùa nắng thì họ bỏ đất không như vậy cả nhà. Hiện tại bây giờ cỏ mọc không nổi luôn. Những cái gia súc gia cầm bây giờ là không có cỏ để ăn luôn. Những con bò, những con dê cừu ở đây họ chỉ ăn được những cái lá khô để sống qua ngày. Nhưng điều đặc biệt ở đây thì khi mà Thép đi lên đây thì Thép phát hiện ra một cái vườn rất là rộng và canh tác nông nghiệp rất là tốt. Thì điều ấn tượng ở đây là sau khi mà Thép tìm hiểu thì ở bà con đây thì được biết cái vườn này là vườn của người Kinh. Một anh nông dân phải nói là rất là giỏi, lên đây kéo nguồn nước về và canh tác trồng những cái cây rất là tốt luôn cả nhà. Hôm nay Thép có mặt ở đây để ghé vào để thăm vườn và cũng như tìm hiểu cách thức mà anh nông dân này anh làm, anh đưa nước như thế nào, anh tưới tiêu như thế nào và đầu tư ra sao để trồng được những cái cây rất là tốt. Đặc biệt hơn nữa thì trong khu vực rừng này mà lại có một cái vườn táo rất là rộng, tầm khoảng cỡ 5.000 m². Mỗi năm thu nhập về vài trăm triệu đồng cả nhà. Thì mời tất cả quý khán giả cùng đồng hành với Thép, chúng ta cùng vào vườn để tìm hiểu như thế nào. Đi thôi. Không biết có gia chủ ở nhà không cả nhà. Vừa bước vào vườn thì Thép để ý là ở đây có một cái đường ống để tưới cây, rất là xanh, rất là tốt luôn nha. Bên phải thì mình có một cái vườn táo, họ làm nhìn rất là chỉnh chu cả nhà thấy không? Con chào chú. Rồi, xin chào. Chú tên gì? À, mình tên Dương ạ. À, chú Dương hả? Dạ, chú tại vì xung quanh đây thì con thấy là bà con người đồng bào Rắc Lây họ canh tác nông nghiệp kiểu như là không có nước tưới á. Mà con thấy họ không có làm được những cái cây mà phải nói như cái táo thì con thấy rất là lạ luôn. Nên con hôm nay con ghé con thăm chú để, cảm ơn. Để xem thử những cái cây nông nghiệp mà chú đang làm á. Với lại mình muốn chia sẻ lan tỏa cái video này đến với những cái bà con lân cận cả nhà. Chứ nếu như mà cái vị trí mà chú làm táo hay làm những cái cây trồng này mà ở dưới thì con không nói. Đúng. Ở trong rừng, thời tiết khắc nghiệt, không có nước mà tự nhiên nhìn thấy cái vườn chú mà Thép cảm thấy rất là mê luôn cả nhà. Thì chú cho phép con quay một cái video với lại cho phép con với khán giả đi thăm quan vườn. Rồi ok nha. Ok cứ đi tự nhiên. Dạ. Dạ mời chú. Chú là cái gốc ở đâu chú? Gốc thì người Bắc nhưng mà đi vô đây này, vô đây vợ thì ở bên Ninh Phước. À thuộc chú, chú ở Ninh Phước. Thuộc bên Phước Hậu á. Dạ. À Phước Hậu. Ở bên đó thì mình cũng có làm vườn bên đó.
cũng dạ. trồng táo, trồng măng tây, trồng trồng như dưa lưới. Cả nhà có thấy không? Vườn của chú thì rất là rộng nha. Hiện tại chú trồng bao nhiêu hecta chú? Đang trồng được khoảng chừng táo được 5 sào này. Dạ. Thằng mít bơ là được 4 sào. Dạ. Mấy bên này trồng dừa thì cũng được khoảng chừng như nó 4 sào. Hơn mẫu. Khoảng chừng hơn mẫu rồi. Mẫu rưỡi. Vậy cũng đang trồng táo phía dưới kia nữa. Dạ. À. Vậy là một mẫu rưỡi. Nó sẽ khoảng chừng như 3 mẫu tất cả. À, 3 mẫu, tất cả là 3 mẫu hả? Là sẽ dự kiến trồng táo rồi trồng thêm dừa ở ngoài kia. Ồ, chú Dương ơi, khán giả nhìn này. Thép ấn tượng những cái cây mà chú trồng dưới kia là cái cây đó cây gì chú? Đó là mít trồng lâu rồi. À. Sao nó xanh nhìn đẹp dữ ta? Chú chất về cái... Có những cây đó thì như nó lớn sẵn rồi, cỏ nó... là gọi như cái rễ nó mọc sâu thì như nó sống được bình thường. Mình cũng không phải như nó không cần chăm tưới nhiều, cũng không cần chăm tưới nhiều. Dạ. Đất đây thì mình cũng cho nó chan phẳng lại hết rồi mới làm được. Còn ngày xưa nó cũng gò nhiều lắm. Dạ. Cả nhà ơi, tất cả những cái vị trí đây cả nhà thấy không, rừng đồ nó cháy hết, cây cối nó rất là vàng luôn. Nãy mình bay live cam cả nhà thấy rồi đó. Cái điều lạ ở đây á nha, là ngay cái vùng đất mà chú Dương ở, tất cả những cái cây đều xanh hết. Thì điều đó cho thấy là cái sự tưới tiêu của chú Dương phải nói rất là kỹ luôn. Những cây mít ở từ phía xa kia cả nhà thấy không, nó xanh mà cái kiểu mà xanh đen luôn nè. Còn với chú Dương vào thăm mấy cây mít này cả nhà, xanh nhìn đẹp ghê chú. Mít thì trồng được lâu năm thì đâm ra là như cái rễ nằm sâu xuống á thì nó sống khỏe hơn. Mê nó cũng ở cái bạt cuối đất đó. Dạ. Nên là như nó độ ẩm nó còn. Bây giờ là hiện tại mấy cái mít là chú không cần tưới nó luôn hả? À, có mà cũng như ít đó. Dạ. Chỉ tới nó tới mùa nó bông làm trái thì mình mới tưới rồi mình bỏ phân thôi. Dạ. Hiện tại là cái mít này nó được bao nhiêu năm tuổi rồi? À, cái này chắc phải được trên trên 10 năm rồi. Trên 10 năm à. Có nghĩa là chú ở vị trí này bao nhiêu năm rồi? Chú mới lên đây được khoảng chừng 3 năm thôi. Dạ. Còn cái vườn này là vườn cũ, là của người khác. Của người khác. Người ta trồng xong rồi người ta già yếu rồi, rừng người ta không làm nổi. Dạ, chú mua lại. À. Nhưng mà lúc mà chú tới chú mua lại cái vườn này thì mình những cái mít này nó có tốt như thế nào không? Nói chung thì nó vẫn tốt. Dạ. Vì cây này nó đã lâu đời rồi. Là những cái rễ này gọi như nó đâm sâu được dưới. Dạ. Còn ngày xưa người ta cũng trồng điều này. Đấy, trồng điều quá. Thì nhưng nói chung là nó cũng khô hạn lắm. Dạ. Người ta không đủ nước tưới. Đó. Còn đây mình tưới là mình phải làm hệ thống bơm là gọi như bơm điện năng lượng mặt trời. À, bơm bằng điện năng lượng. Đúng rồi. À, còn cái về nước này thì chú hút ở suối xuống hay là đây sao? đây cái bể suối ở đây. À, chú à, vẫn còn đây ở đây là đây xem thử. Cả nhà. Nó có cái tốt là còn nó có cái bể suối ở đây. Cái mít này mà nó xanh rồi nó đỏ mà con nhìn con mê luôn á chú Dương. Okay. Xanh đen luôn, đen kính luôn. Mình cũng đang bận làm mấy cái vườn ngoài lắm, mít mình cái mít này là bò mà nó nấp mát này cả nhà thấy không? Nó đi phân xuống đây nè. Đấy, bò ở đây chạy vậy. Rồi phân này mít nó ăn phân này luôn. Ừ. Thì nó xanh kể gì hơn. Đúng rồi, mà có nước tưới thì bắt đầu là nó ẩm nó sẽ tốt. Cả nhà có thấy không? Mít quá trời trái luôn. Tính sơ như ở khu vực này là vài chục trái rồi. Nhưng mà chú canh tác như thế này chú có cần phun thuốc gì không? Cái này thì đúng ra mình cây này là mình vẫn chứ. Là mình vẫn chưa có chăm sóc kỹ đó. Dạ. Đúng là phải cắt tỉa trái hết. Dạ đúng rồi. Mình chỉ để trái ít thôi, mới còn mình phải cho nó xịt thuốc sâu cho nó. Cái nào mà nó trái nào eo, trái nào dày quá là mình phải tỉa bỏ hết. Dạ đúng rồi. Nếu mà bây giờ mà mình không có phun thuốc để bảo vệ nó thì chắc có lẽ là khó ăn lắm cả nhà. À, vùng này thì nó sẽ bị ruồi vàng. Khó giữ cho những cái cây cao này. Dạ. Cái này là mình phải sử dụng cái bao lưới thôi chú. À đúng rồi, trái rồi mình phải bao lưới. Nếu mà như muốn thu hoạch được thì phải bao trái. Dạ. Chứ không tới mùa ruồi thì bướm mới chích. Dạ. Chích trái là như nó hư hết. Dạ. Ở đây, vị trí ở đây chú Dương ngồi chú làm với một cái quy mô rộng lớn như thế này, phát triển được như thế này, còn ai làm được nữa không? Hiện tại thì cũng có 3-4 người ta làm phía trên này nữa. Dạ. Nghĩa là trên đó thì còn nó giáp núi. Dạ. Thì nó có cái nước suối ở trên núi nó chảy về. Dạ. Thì là
là người ta cũng nằm đập để người ta ngăn nước về thì người ta lấy nước để tưới. Còn mình đây thì nhờ cái suối này. Cái suối hiện tại nó có nước không chú? Nói chung là nước nó rất là cạn. Nó mùa khô này nè. Đó chẳng hạn như đây là mình phải làm những cái bến nước. Chú Dương tại sao lại chú lại thích lên đây canh tác? Con nghĩ là nếu như cái kiến thức của chú là nếu mà chúng ta canh tác ở dưới nó sẽ phù hợp hơn, cái gì nó cũng thuận lợi mà. Ở dưới kia thì mình vẫn làm bình thường nhưng mà của nó là không đủ diện tích để mình làm. Nó ít diện tích. Chạn nhà mình chỉ có khoảng 5-7 sào hay là 1 hecta thôi. Bây giờ mình muốn làm nhiều hơn thì mình phải đi lên trên này. Mà lên trên này nói chung là cũng phải là đầu tư nhiều hơn, cải tạo lại hết vườn tược rồi là làm như hệ thống tưới tiêu hết. Có một cái lý do nào nữa không chú? Nói chung là mê nông nghiệp. Mê nông nghiệp hả? Không, chú Dương giống con á. Dương vì tại ngày xưa là mình làm ở như bên xây dựng. Mà làm được là 20 năm rồi. Nó cũng mệt mỏi rồi, thế ta muốn chuyển về làm nông nghiệp. Nhưng mà thép thắc mắc ở cái chỗ như thế này cả nhà. Cái vị trí đây là vị trí khô cằn sỏi đá mà. Nên để canh tác được cũng rất là khó luôn. Nhưng mà thép nể chú Dương ở cái chỗ mà sao mà chú lại lựa chọn ở cái vùng này cả nhà. Thì hồi nãy chú có nói với con là chú lý do mà chú lựa chọn cái vùng này thì chú cũng muốn làm một cái trang trại ở đây để thuê những anh em đồng bào rất lay về làm cho chú. Thì để họ kiếm thu nhập thêm. Đúng thì rồi. Con thấy đó, điều đó rất là tuyệt vời cả nhà. Vì nói chung trong cuộc sống người ta gọi gì? Người ta gọi gì? Tương trợ nhau là chính. Mình cần người ta và mình cũng tạo cho người ta cái công việc. Người ta có thu nhập. Và mình cũng có thu nhập ở trong đó. Mình vừa làm canh tác ở đây, cải tạo vùng đất ở đây, thay đổi cái nông nghiệp ở đây, mình vừa tạo công ăn việc làm cho bà con người rất lay ở đây nữa. Thì hiện tại thì những người làm cho chú đông không? Thì cũng tùy công việc, có lúc thì 5-7 người, có lúc thì 3-4 người. Rồi ở đây là của mình như nó có thuê là gọi như một hộ gia đình để người ta ở, người ta làm và những người ta coi vườn cho mình. Trực tiếp là một hộ ở đây luôn. Đúng rồi, có hộ gia đình ở đây. Vậy là chú cũng rất là ít khi ở đây. Nhiều khi là cứ sáng đi chiều về. Dạ sáng đi chiều về mình cũng là tại mình cũng có cái vườn nó ở là như ở phía dưới xuôi nữa. Nó ở dưới trong làng á. Có nghĩa là mình lên đây thường xuyên để quản lý hả? Con cũng có cái vườn trên Phước Bình á. Mà mấy tháng con mới lên lần. Thì bởi vậy. Nói chung công việc nó cần thì có mình thôi, còn không thì mình cũng sắm máy móc thiết bị á. Rồi là chỉ cho mấy em nó tập nó làm nó quen. Con cũng có ông anh cũng giữ vườn của con trên đó. Cái vườn đó nó có suối đẹp lắm. Con thích cái suối đó, con cũng mê nông nghiệp như chú vậy đó. Đấy, cái mùa này nó khô này, đâm ra cái suối nó cạn này. Chứ gặp mùa mưa thì cái suối của nó cũng có nước nhiều. Mặc dù nông nghiệp lợi nhuận nó thu về không có được bao nhiêu hết, có khi lỗ nữa cả nhà. Nói chung vất vả á. Tự nhiên mình thích. Như chú Dương này ha. Đó. Chú Dương làm nông nghiệp chú Dương cũng biết rồi, nó thu lợi nhuận đâu bao nhiêu tiền đâu. Nông nghiệp thì người ta nói là gì đó. Được mùa thì mất giá. Được giá thì mất mùa. Được giá mất mùa. Hiện tại là được mùa mất giá nha. Đây là cái máy máy thì mình có hai máy bơm, một bơm điện với một cái bơm dầu. Nó khi cần thì mình bơm dầu. Cái này là bơm điện hả chú? Cái này bơm điện. Cái này đê mấy chú? Cái này thì khoảng chừng như nó D6 à. D6. Cái này bản thân nó là cái máy xới đất. Để mình chế cháo thêm cái đầu này để mình bơm nước. Cái nước này là chú bơm hoài không hết luôn hả chú? Đúng rồi. Hay quá. Ở trên nhà mình xả nước về thì cái nước nó động đây thì nó rỉ lên. Thì mình bơm tưới thoải mái. Cả nhà coi xem này, dưới đây cũng có cá đó thấy không? Nhiêu đây thôi mà bơm hoài không hết. Nó sâu khoảng 1 mét á, như tại là cái mùa mưa á, cát nó về á. Đâm ra khi nào rảnh là mình phải cho nó dọn cái cát ra. Để cho nó sâu xuống cho cái nước nó chữ được khoảng cao này. Là mình tưới thoải mái. Hay quá ha. Đó chẳng hạn là mình muốn tưới tiêu thì mình lại phải làm được những cái hồ nước. Thì mình cứ khoảng chừng 100 mét là mình làm một cái bến nước ở đó. Ở đây bơm hết thì mình quan kia mình bơm. Như vậy đó. Nhưng mà con bất ngờ ở đây là chú sử dụng điện năng lượng mặt trời để mình xài chứ nếu mà... Mình làm thứ nhất là mình có điện cho người mình xài ở trong nhà. Cái thứ hai là nó sẽ giảm được các cái chi phí về dầu cộ. Thứ hai là nó tiện. Con nghĩ mà nếu mà chú canh tác nông nghiệp ở đây mà nợ cái tiền dầu mà chú đó, chú chạy là chỉ có lỗ. Thì bởi vậy đó. Anh sắm cái dàn máy bơm điện thì nó hết khoảng chừng bao nhiêu?
hết khoảng chừng bao nhiêu nhỉ? 30 triệu thì mình đã có một cái đàn bơm này rồi. Mà mình còn có điện để mình xài trong nhà nữa. Vậy nó cũng tiện. Nếu mà tính lâu ngày mà nếu mà chúng ta chạy dầu chắc là chịu không nổ tiền thì, đúng không chú? Thực ra là chỉ khoảng 1 năm thôi là mình đã đủ vốn là gọi như máy dầu rồi. Chỉ vậy vậy. Đây là khu vực chúng ta mới tham quan, là khu vực tưới tiêu của chú Dương. Trạm bơm. Trạm bơm. Chú đầu tư 30 triệu cho cái quá trình là cho cái bơm điện tứ ba điện năng lượng mặt trời đó. Đây mình đang xuống một đám tấu nhỏ nhỏ. Hiện tại đất của chú thì theo thép thấy là tỷ lệ đất của nó cũng khá nhiều cả nhà. Đất và cát, mà cát thì thấy cũng ít nè. Cái đất bồi sa nó cũng tốt đó. Cái đất mình đang phay thử nữa. Cái đất này không phải là nó không tốt đâu, tại vì không có nước, khô hạn đúng không? Nó khô nhìn nó cằn cỗi thôi chứ còn đó. Ui dế gáy à, lâu quá mình mới gặp nghe cái tiếng dế gáy. Cả nhà có thấy không? Trên tay của thép đang cầm một cái cục đất ở vị trí đây. Thì theo thép thấy là cái đất này rất tốt nha. Chỉ có một cái là nó không có nước để tưới thôi. Cho bóp ra rất tốt. Nó mà có độ ẩm cây có là cây phát triển tốt. Cái này mà mưa xuống một cái thôi là cái đất này nó rất cực kỳ là nó xốp luôn đúng không chú? Đây mình thử cái đất mình tưới này mình biết nè. Đó, ở đây là mình phải dùng các cái hệ thống tưới bằng béc nhỏ giọt. Béc phun mưa thôi, nó nhỏ thôi. Chẳng hạn như lúc cây con thì mình tưới ít, mình tưới xung quanh gốc cây này thôi. Còn lớn thì mình tưới rộng ra một chút nữa. Đó, cái vườn này ngày xưa chủ cũ người đang trồng cây mãng cầu. Cao lắm, đẹp lắm. Đó, cái cây nó như thế này hết nè. Mà bây giờ mình phải chặt bỏ hết. Ủa sao chú không giữ lại? Vì thực ra là không thu hoạch được. Rùi nó chích quá chịu không nổi. Đã muốn trồng trên này là muốn trồng được này đều phải cho chăng lưới như kia hết. Nhưng mà có chú không để lại chú chăng lưới giống như cái vườn táo. Cây nó già, cái trái mình thu nó không có năng suất. Nó dở. Nhỏ. Nó móc méo. Thật ra cái này mình đang trồng lại một lại cái đám táo. Bây giờ là hiện tại chú ơi, ba mẫu như thế này chú đầu tư bao nhiêu cái tiền ống nước này? Cái này thì rẻ không có nhiêu hết. Ống nước này bình quân mình làm một xào khoảng chừng 1.000 m2 ấy thì này như nó hết khoảng chừng 3 triệu. Chỉ một mẫu nó 30. Vậy thôi. Thì tất cả ba mẫu này chú đầu tư khoảng 90 triệu. Nói chung thì nó phải tầm khoảng 200 triệu đổ về. Tại mình còn hệ thống cây cối trụ huyết này kia nữa. Từ ngày xưa mình muốn làm được là mình phải ban lại đất hết. Ba mẫu đất chúng ta cần 200 triệu để đầu tư. Thứ nhất là cái trụ thì để rào lại cái đó, cái chi phí đó là chi phí mình không nói, tại vì ở vị trí này rào cũng được mà không rào cũng được, không có sao hết cả nhà. Nhưng mà chú Dương rất là kỹ luôn, vùng đất nào của mình là mình phải rào lại. Ở trên này biết không, thì người ta chăn thả, người ta xúc nhiều, chăn cừu đó, đâm ra người ta vào vườn là mình để đuổi. Rồi người ta ăn cây bắt đầu mình bắt đèn nhau, nó khó lắm. Của mình cái gì là mình giữ cái đó thôi, này cho chắc. Thì mình cứ rào lại rồi mình ngăn. Chứ bây giờ họ khổ mà mình đi bắt đầu. Thì bởi đúng không? Đó, vừa rồi là kêu vô á, là phải đi đuổi. Tại mùa khô thì ở ngoài cây cỏ nó khô hết rồi, nó còn ở chứ mình này như xanh là như nó có bu vô thôi. Là phải đi đuổi nó đi. Là tất cả những cái gia súc là nó cứ bu vào cái rẫy của thép. Vào cái rẫy của chú Dương. Thì chú ơi, có khi nào chú ở đây là ngay cái vùng suối chú bao giờ chú thấy con rắn nào to không? Rắn hổ nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Ngày xưa đây là rắn hổ mang chúa không à? Nó có những cái nùm cây, những cái ụ mối như nó núp đó. Hiện tại gần đây chú thấy con nào không? Đâu rồi không có thấy. Con hôm qua con mới thấy con này. Đó, mấy cái bên này nhiều lắm. Ở đây con thấy con ở đây, nó cỡ đây nè. Nùm cây, ụ chuối, là ba gò mối là như rắn hổ nó nằm ở đó không à? Hổ chúa đúng không chú? Hổ mang chúa nữa. Ở đây nguy hiểm quá hả? Đâm ra về mình canh tác là mình phải cho dọn sạch hết ấy. Chứ không sợ người làm người nó đi không biết á. Kể cả những cái gốc cây này bằng lá mục này nè. Như nó núp đó. Bởi vậy ở đây người đi làm mình phải cho đi ủng. Rồi trước khi đi này phải cho nó đánh động cho nó, để cho nó có thì là như nó chạy đi. Chứ không mà nó mà cắn cái là thua luôn. Hôm qua con gặp cái con hổ mang chú, con nó màu đen. Con nó chắc không phải hổ mang chú. Màu đen thui luôn thì... mà nó phà cái mang ra như thế này mà phà thấp. Con gặp con có quay video lại con chia sẻ nữa mà. Vậy.
Cô gặp con rượt theo con quay video. Thì có thể là hổ trâu, hổ ngựa đây, hổ măng cua cũng có. Nó pha ra để con đưa điện thoại cho chú rồi, xem. Rồi ok rồi biết rồi. Hôm qua cô có quay mà. Nó pha ra. Đây nè. Nó pha ra nó mà. Rồi. Bự chứ hả? Hổ mang chú luôn chú. Cái con đó con thấy nó dài cũng cỡ cả mét á. Chú ơi. Nó bự không có nhiêu đây cả nhà. Cho bật cái bơm tưới cái vườn ở táo này nhỏ ra đây chút coi. Đăng tải video lên khán giả nói người ta thấy rắn ta chạy, còn thép thấy rắn thép rượt theo thép quay. Không phải là thép thích vượt theo quay đâu, tại vì thép cũng muốn chia sẻ cho khán giả biết là cái con rắn không mang chú như thế nào. Chứ con gặp rắn con cũng sợ cũng chết luôn. Đúng rồi, mình cũng đâu dẫn nó được. Nó mà cắn cho cái ở trên đường này. Cắn cái về thì về với chú luôn à. Đây cả nhà, đây là hệ thống những cái hệ thống mà ngay cái chỗ ngã ba ngã tư á. Để cho mình mở qua anh nữa. Không phải là một bực một lần là hết ba mẫu rồi nha. Mình cứ khó qua anh. Mở rồi. Để giúp cái nước nó mạnh hơn cả nha. Chú bật nước con xem thử cái hệ thống nó như thế nào hả chú. Chú sử dụng một cái loại ống mà nó ống. Chú ống này ống. Ồ ống này rẻ. Ống mềm rẻ tiền à. Dạ. Nó 1 mét tới nó có bao nhiêu nhỉ? 1 mét có 2.000 đồng 1 mét tới. Nhưng mà cái ống này nó bền không chú? Cũng dài khoảng được 5 rưỡi 2 năm. Nói chung là nó cũng chả có hư ngay đâu. Mai mốt nó mục chỗ nào thì mình thay chỗ đó thôi. Tập tục là sống nhờ gọi nước trời. Đó, dạ. Trồng bắp thì cứ chờ mưa thì trồng, mà đến khi mà mưa nó không thuận thì bắp đó, còn nó không nằm trái nằm hai được thì lại lỗ vốn. Mà con thấy ai trồng ở đây cũng lỗ chứ đâu có thì ai trồng mà lời đâu. Đó nha. Nhưng anh cũng trồng thử đám bắp mà đến khi mà sau khi mình tính toán thu hoạch thì gần như là lỗ. Ý là chú trồng còn lỗ lên nó không chi người thì bởi bà con ở đây. Bắp ở đây mà cái người ta trồng cái trái bắp nó bự gì, còn bà con đây trồng trái bắp nó gì thôi chứ kêu sao không lỗ. Mấy bữa đây trồng trái bắp cũng bằng này không à. Mà thu vẫn như nó không đạt. Cả nhà thấy không? Chú Dương nói là em là cực lắm. Ông trồng cỡ này mà ông còn lỗ là không chi bà con trồng cỡ này sao mà lời được. Bởi vì bà con cứ nói cứ làm hoài nghèo hoài. Thì cứ khổ đây cứ không có việc gì làm thì cứ bám theo rẫy theo rừng và thực ra nó cực lắm. Dạ. Cỡ đầu tư mình như chú Dương đây mà. Đó, nhưng mình muốn đây mình muốn trồng được cái mình phải cải tạo lại một chút nữa. Làm hệ thống tưới nước nó đầy đủ thì chú ơi cho con hỏi cái vườn ở trên đây nó xanh xanh đó là của ai vậy chú? À là của một bên cái hộ khác phía bên kia. Là của người Kinh hay người Đắk Lây? Là người Kinh mình. Tính ra rồi bên kia nó có đám xoài với đám dừa nữa đó. Tính ra mình cũng tự hào về người Kinh mình đi tới đâu xanh đâu đó thôi. Đi đó là một điều tự hào ở cả nhà. Tại vì khi mà thép đi lên núi mà thép thấy cái rẫy nào mà nó có vẻ nó xanh bất thường á, là thép nghĩ chắc là cái ông người Kinh nào anh canh tác nè. Tại vì họ chú trọng vào nước. Nó phải có nguồn nước, phải phân tưới, phải chăm bón kỹ càng mới có ăn. Chứ bà con rất lây họ toàn là cứ giữ cái phong tục là cứ có nước trời thì ăn, không có thì cứ để thì cái cây. Riết hờ cái em. Anh em kiểm lâm họ đem cây rừng họ lên họ trồng á là trồng riết hờ 3-4 năm sau cái lên thấy cái củi không à. Toàn điều không? Chết hết. Nên mình đi rừng mà mình để ý cái vùng nào mà nó xanh bất thường mà nó xanh đen luôn cả nhà. Thì khả năng cao là ở vị trí đó là sẽ có người Kinh hoặc là người Chăm họ canh tác nông nghiệp. Người Chăm họ canh tác nông nghiệp cũng rất là giỏi nha cả nhà. Người Chăm người ta làm cũng hay lắm. Họ giờ họ ăn nước trời không à. Người ta không dám đầu tư, nói chung với lại khó. Nói đi cũng phải nói lại cả nhà, tại vì rồi là cũng không có vốn. Quá. Thì vậy đó. Đầu tư nó tốn tiền quá. Một năm họ thu bắp với lời có 2-3 triệu à. Thực ra là trồng bắp là gói đi, lấy công làm lời. Dạ. Mà như công cũng không đủ luôn thì là chết. Dạ. Thì lấy đâu ra mới muốn trồng được 200 bắp. Triệu để làm như chú Dương đây. Muốn trồng được bắp thì lại phải thuê mấy cày. Đây là hiện tại chú Dương đang bật cái hệ thống tưới. Cái này là tưới này, tưới này là tưới cây nhỏ nha cả nhà. Nếu mà chúng ta muốn mạnh thì mình sẽ sử dụng tay mình dạng cái bét nha. À không. Cái bét này là nó cỡ đây là nó hết cỡ rồi cả nhà. Không dạng. Nói chung là mình cây to thì mình tưới cho dài hơn một chút. Dạng cái này mình tưới khoảng 5 phút 10 phút là xong. Còn cây lớn thì mình tưới cho nó thả nước này cho nó rộng ra. Dạ. Nó đang tụt nước. Dùng cái dùng nước này nó cũng ngọt hết chứ. Cái nước suối đây được cái mạch nước này là nó tưới cây tốt lắm nè. Ông có nghĩ là tưới cái cây nhỏ nhỏ theo cái vùng bán kính khoảng một gang gì cũng ổn mà.
Tại mình tưới cho đủ ẩm cho cây thôi, còn để nó rộng quá nó lại cỏ mọc, mình phải đi làm cỏ khổ. Dạ. Trong mùa khô á. Dạ. Trong mùa khô thì chỗ nào khô mình cứ để khô luôn à, mình chỉ tưới quanh cây mình. Chú trồng cây là nếu mà cỏ rồi là chú xử lý làm sao? Dùng máy phát cỏ này chính. Chứ cũng vậy hạn chế như nó dùng thuốc cỏ. À. Dùng thuốc cỏ như nó chai đất là nó không tốt. Dạ đúng rồi. Nó kiểu như nó bị chai đất là đất nó sẽ thiếu oxy á. Như chẳng là đám táo này mình cứ để cỏ mọc bình thường. Rồi mình đi mình phay này cho nó giảm bớt cái cỏ đi. Dạ. Xong rồi nếu cỏ lớn thì mình dùng máy cắt cỏ mình phát rồi mình tụ đi vào trong cái gốc này lại. Dạ. Để gọi cho nó tạo bùn cho cái cây. Dạ. Cho độ ẩm cho cái cây. À. Thế rất là thích làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ, theo cái hướng mà phát cỏ với cả nhà. Cho mình xịt cỏ đất nó bị chai, riết hồi cái rễ nó thiếu oxy, nó sẽ bị ngợp. Chú với con vào vườn táo đi. Đi mình chạy vườn táo đi. Đi cả nhà. Đó mình tưới thì mình cứ tưới vậy thôi. Bây giờ là Thép đang rất là háo hức mong đợi nãy giờ bước vào vườn táo của chú Dương xem thử cái năng suất cũng như cái cách trồng của chú như thế nào nha cả nhà. Đó, đây mời cả nhà vào đây. Lưới thì mình phải bao lại chứ để ruồi vàng nó vào nó chích là hư hết nha. Bữa nay nhà nông họ sợ con vua ruồi vàng lắm. Ruồi vàng bây giờ là gọi là khắc tình của nhà nông à. Táo này thu hoạch lần nào chú chú? Mình đang thu hoạch được được 7-8 nứa rồi. À 7. Đó cái này nó cũng đang thu hoạch này. Hiện tại là đang thu hoạch nó gần hết mùa đúng không chú? Đâu cái này là táo tơ thì mình cứ thu miết được ạ. Dạ. Cứ ăn xong mình lại xả cành đi thôi là mình lại làm bông mới. Đây. Cả nhà nhìn nè. Quá trời cái cành này nhiều trái ghê luôn ha. Mình cũng chưa trải nghiệm thử cái độ đường của cái táo này. Táo đây về. Táo đây đi về dưới kia gọi là táo VIP á. À táo VIP hả chú? Con xin phép chú Dương con thử trái nha. Ở anh ấy. Này cả nhà. Đây là lần đầu tiên mà mình lên vị trí núi rừng khắc nghiệt như thế này mà có một cái vườn táo mình sẽ thử. Thử những cái trái mà như, thế nào nha, cả nhà. Như nó bung cuống á. Trái này đẹp này. Thép đang rất là hồi hộp luôn, không biết là cái chất lượng của nó có ngon hơn ở dưới không? Là chú Dương chia sẻ với Thép là cái táo này người ta gọi là táo VIP. Về thì được cái giá cao nhất về thế đó. Nhưng mà lý do tại sao người ta gọi là táo VIP? Thứ nhất là mình trồng cái này là nhờ cái nguồn đất pha cát. Dạ. Nó độ ẩm tốt, cái cây của nó phát triển tốt. Dạ. Hơn là ở dưới xuôi mình trồng ở trên đất ruộng. Dạ. Cái này là như nó thông thoáng, nó thoát nước tốt. Dạ, để con thử nha. Okay. Xin phép chú nha. Rồi, cảm ơn. Xin phép cả nhà mình sẽ thử trái táo nha cả nhà. Con ăn rất là nhiều táo à. Nhưng mà con cũng có sở thích ăn táo, mỗi một mình con ăn 2 kg táo á. Con dữ lắm. Ngọt lắm cả nhà ơi. Đúng là người ta kêu táo VIP là cũng có lý do của nó. Ngọt. Con mời chú. Đã được rồi. Rồi cảm ơn. Hiện tại là con cũng đang bán cái loại táo táo sấy dẻo á. À táo sấy dẻo à. Hiện tại Thép cũng đang bán cái táo này cả nhà. Hiện tại Thép đang bán là 199.000 một ký táo sấy dẻo là 7 ký táo này thì con mới làm ra một cái bông. Đúng rồi, mới được 1 ký táo khô. Cả nhà hôm bữa Tết mình bán bữa Tết con bán 4 tấn. Là cái táo khô á nha. Nếu mà 4 tấn táo khô đó là mình phải mất khoảng là khoảng mười mấy tấn táo này á để Thép làm ra 4 tấn táo đó. 28 tấn táo tươi mới được một như đúng rồi, 28 tấn táo tươi mới làm ra là 4 tấn táo khô. Thì hôm bữa giờ chú hái bao nhiêu tấn rồi? Và mình cũng đang thu bói thì mới được khoảng chừng 3-4 tấn à. 3-4 tấn. Bữa Tết đó là con bán thì ít. Mà con tặng thì nhiều. Tại vì ai mà mua những cái hàng của con ấy, con kèm theo con tặng cho họ ăn trải nghiệm thử. Nhưng mà khán giả họ ăn nếu mà họ thấy ngon thì để lại góp ý cho Thép nha.
Còn nếu mà ăn mà cảm thấy nó ít ngọt hay là nó ngọt nhiều vậy, cả nhà cứ góp ý nha. Hiện tại đang rất là rẻ luôn. Ở trên này mình làm vườn mình không giống ở như lấy xuôi. Lấy xuôi thì người ta nước nhiều thì người ta tưới thả vô trong đất, trong rãnh. Dạ. Mình bắt buộc mình phải tưới gốc này. Cả nhà có xem. Rồi mình tưới nhiều thì bắt đầu là như nó thấm rộng ra. Ở dưới á, thì em thấy họ làm á, là họ tưới thẳng vô luôn. Người ta tưới tràn, tưới xả. Tưới xả luôn. Cái nước à? Nó nhiều. Nhưng mà chú tưới gì nó có thiếu nước không? Không. Mình cứ tưới lâu thôi. Khi nào nó đủ nước thì mình ngưng. Nhưng mà vấn đề ở đây là rễ nó đang tập trung, nó ăn ngay đây. Nó không có ra. Thì cái cây của mình nó sẽ không có phát triển tà ra nhiều được. Thì nguyên tắc mình cứ tưới ở đây một hồi là nó sẽ đầy, là nó sẽ ngập lên cái ô này. Rồi nhờ như nó thấm ra từ từ. Dạ. À vậy là tưới một thời gian khá lâu nha. Vậy là thay vì chúng ta tưới 1 tiếng là xong, còn này chú phải tưới phải 4-5 tiếng mới xong. Lâu hơn cả nhà. Cái nước thì nó yếu, còn cái bét thì nó nhiều nên nó không có tập trung nhiều ở dưới. Cái này là cũng là một trong những cái sự khó khăn. Cho ở dưới còn mà tưới như thế này là không có ông nào mà đủ kiên nhẫn mà ngồi. Đây là cái là mình làm sẵn hệ thống rồi, chỉ bật bơm cái là mình bỏ đó thôi, mình cứ đi làm việc khác bình thường. Dạ. 3-4 tiếng sau mình quay lại là mình tắt, mình chơi, là mình đi tới, là mình đi tới tới vùng khác. Cắn một cái cả nhà nghỉ đã. Ở đây là chú trồng táo là chú trồng theo cái phương án là hữu cơ nhiều hơn hay sao chú? Nói chung bây giờ mình cũng nên trở lại về phương pháp hữu cơ. Dạ. Nó sẽ mắc hơn một chút, mà nó chỉ 1-2 năm đổ ra thì các chi phí khác là như nó sẽ giảm lại. Vì nguyên tắc người ta nói gì, nuôi cây là không phải là như nuôi cây mà phải là gì, nuôi đất, đất tốt cây mới tốt. Nên là như dân mình truyền thống kia là cứ bỏ phân là BK nhiều á, hồi thì đất nó chai hết, đến cái cây nó suy. Còn mình cứ chịu khó bỏ phân bò, để bỏ phân vi sinh cho đất nó tơi xốp. Đó còn như vườn này này, cỏ cứ để mọc lên á, xong là mình phát xuống. Phát xuống rồi cho nó mục thì như nó ấy, nó làm phân lại. Hai là tạo cho cái đất nó tơi xốp, nó có cái độ phủ. Người ta hay nói là mẹ khỏe thì con mới lớn được, đúng không? Mình tập trung mình chăm con không mà mình không chăm mẹ. Có nghĩa là mình phải chăm đất, đất nó tốt thì cây nó mới hấp thụ được. Mình bón NPK nhiều quá, đất nó sẽ kiểu như là nó sẽ bị ngộ độc, mà mấy con trùng nó không thích NPK. Đó, làm sao là đất nó phải có nhiều trùng, nó phát triển thì nó mới khỏe được, nó không có tiếng trùng. Con trồng sầu riêng ở đó là cái viên, cái vườn của con là full trùng luôn. Táo mùa mưa là trùng nó hết cái vườn luôn. Nhìn rất là thích luôn cả nhà. Người ta nói là trùng là bạn của nhà nông, mà cái đất nào không có trùng là coi như. Đúng rồi, nó sáo sới trong cái mặt đất cho nó có độ thông thoáng, nó mới đủ được cái oxy này là cho cái cây nó phát triển. Nó cái đó quan trọng lắm. Cả nhà thấy chú Dương đang bắn phân hữu cơ. Phân này phân gà đúng không chú? Nó cũng nhiều loại, nó phân gà có thì có nhiều là có các phân khác đó. Đất hà thì nó nằm sẵn này, xong là như nó cứ tan dần ra thôi. Cái này mình tưới chắc phải cỡ, con nghĩ phải cỡ cả chục lần nó mới tan hết. À thì ý là nó cứ tan dần ra, cái cây nó cứ ăn dần vậy thôi chứ nó không phải ăn một lúc. Dạ, dạ. Còn có những giai đoạn mình thu hoạch trái nhiều thì mình mới đi phân kia. Chú tưới như thế này, chú có cảm nhận được trái táo của mình nó bị thiếu nước không? Vấn đề là cái táo của mình khi mà mình Đây mình đang tưới bằng cái bơm điện. Dạ. Còn khi mà mình cần nước nhiều mình đẩy thêm cái bơm dầu nữa. Dạ. Để tăng áp này lên thì nó bùng mạnh ra. Nghĩa là hệ thống bơm thì mình phải có cái tính toán nó từng khu vực. Dạ. Đó. Nếu mà thiếu nước thì táo nó dễ bị héo cả nhà. Táo héo cuống thì táo nó không có ký, nhiều nhiều thứ. Chú Dương với Thép đang tìm kiếm những cái táo nào mà nó đẹp, chất lượng cả nhà. Thường là Thép hái táo mà để rim mà bán cho cả nhà thì hái những cái trái táo mà phải gọi là nó chín 10 điểm luôn á. Nó vừa chín tới, nó bung cuống và nó hơi vàng chút là đẹp. Tại vì biết sao không, táo mình bán ăn thì mình có thể hái 9 điểm. Nhưng mà táo mà để bán để rim á thì phải hái đúng 10 điểm. Nó mới đạt hết cái độ đường. Nó đủ độ đường, độ ngọt nó mới chất lượng. Mà ngặt con cái như thế này cả nhà, mình hái cái trái táo 10 điểm á, đủ độ đường nha, mình gửi đi tỉnh khác, tới chỗ thì tự nhiên cái tái nó dập với lại nó vàng. Người ta chê, người ta nói ủa sao đi gỡ táo thúi.
Nên khi mà mình gửi tỉnh á thì đa số họ sẽ hái cái trái 8 điểm như thế nè. Rồi vô đó nó chín nó vừa à? Vô tới chỗ nó chín là dừa. Nhưng ngược lại nha, nó dở nè, như đường nó không ngon. Ăn nó lạc, nó hơi lạc. Đó là lý do tại sao ủa mình ra Ninh Thuận mình mua táo à, thì ngon. Ăn ngon. Mà tự nhiên táo tỉnh khác là cái táo nó lại thiếu độ đường. Là cái đó là bà con hết sức thông cảm. Tại vì mình gửi cái trái này tới chỗ nó bị thuốc. Rồi ok. Phải gửi trái này, con nói gì ok không? Đúng, chính xác. Nói cho bà con họ hiểu để họ khỏi thắc mắc, với lại họ thông cảm cho bà con nông dân ở mình đi đường gần thì mình hái táo chín mình bán thì táo cho nó chất lượng. Dạ. Còn đi các tỉnh xa quá thì mình phải hái táo xanh thì nó sẽ dở. Thì nó chín thì như nó dập. Trái táo này mà cắn vô một cái thì thứ này chịu hỏi chú. Mời cả nhà. Ngon. Đủ độ đường luôn. Đó nó tầm đó mới đủ độ đường, nó mới ngọt. Đủ nước luôn. Ngọt mà nó giòn. Con rim là con hái cỡ đây không à? Đó đúng, chất lượng. Trái này là một là bán trong tỉnh Ninh Thuận, hai là đem đi rim. Chứ đem ra tỉnh là coi như xong. Chung đi mấy tỉnh gần mà phải để phải như nó đi trong ngày. Dạ. Mấy hai là cách đóng gói là nó cũng phải cẩn thận một chút. Dạ. Còn cứ bỏ bịch bóng là nó dập hết. Ờ, hiện tại chú Dương đang bán giá bao nhiêu chú? Mình đang bán về đấy là giá 14.000, 15.000 thì nó cũng tùy. Dạ. Nó tùy theo ở dưới nó nhiều ít. Cái dịp Tết này á, trước Tết chú bán bao nhiêu? 15.000 ký. 15.000 thì chú nghĩ cái giá 15.000 nó có lời nhiều không? Nói chung làm nông nghiệp chẳng trồng táo thì mình chỉ cần giá khoảng 8.000 là mình cũng đã có chi phí trong đó rồi. Có chi phí. Còn mà táo cứ được giá 10.000, 12.000 thì tốt. Là ok. Thì ok. À vậy là 15.000 là quá tốt rồi hả? Có đợt nào mà nó lên hơn 20.000 không chú? Nó sắp tới này khả năng nó sẽ lên này. À. Nó lên chẳng qua là không phải là giá cả thị trường nó lên. Mà lên là do là táo ít thì nó lên. Dạ. À. Thì mới nãy chú Dương có chia sẻ là được mùa thì mất giá mà được giá thì sẽ mất mù. Nên bà con nông dân cứ nhiều cái cứ xây dòng vậy cả nhà. Nên cuộc sống cũng rất là khó khăn, đủ ăn đủ mặc không à. Cứ bữa nào mà ít táo nó lại có giá, mà bữa nào táo nhiều nó lại rẻ. Tại người ta làm theo thời tiết, người ta sợ mưa hư trái hư bông nó không có đậu thì người ta phải làm theo cái vụ chính. Này gọi là vụ chính. Mà vụ chính thì nó nhiều. Dạ. Nhiều thì nó rẻ thôi. Cái dàn lưới này chú đầu tư một sào hết bao nhiêu tiền? Một sào 14 triệu. Là tiền lưới. Chú đang có mấy sào? Đây là 4 sào rưỡi. À, đầu tư hết 4 sào rưỡi gần cả 100 triệu. Nói chung một sào táo mà trên này mà làm để đến khi bắt đầu có thu thì một sào nó phải khoảng 50 triệu. Dạ. Yeah. Là từ khi trồng rồi tất cả lưới bao rồi nhân công làm vườn rồi hệ thống tưới này kia phân bón. Cho tới khi bắt đầu thu hoạch thì một sào mình phải một chi phí khoảng chừng 50 triệu. Giờ tất tần tật chú đầu tư trong táo này cỡ 200 triệu à? À phải còn tầm đó. Nhưng mà chú thu lại được chưa? Nói chưa. Chung là mới bắt đầu thu mà nói vậy. À. Mình nuôi cây này mình thu cả chục năm mà mình đâu có tính là phải nhớ thu hồi ngay. Cái cây này mới năm đầu nó còn nó như thế này nha cả nhà. Càng ngày nó càng bự, nó càng to. 10 năm nữa nó sẽ như thế này. 20 năm nó như thế này. Nói chung là nó bự bằng cái thùng sơn Apple á. Dạ đúng rồi. Nó bự cỡ đây nè. Nó cỡ đó cũng có nữa. Là lúc đó bà con nông dân họ mới chặt. Nói chung là khi nào nó già nó thoái hóa rồi là như làm trái không được thì người ta mới chặt. Dạ. Chặt thì mấy anh em ở thành phố vì lại làm cây kiểng đó. Họ cứ mua cái cây này về là cây kiểng. Mua gốc làm cây kiểng đó. Mua làm cây kiểng để cho nó đẹp ở cả nhà, gốc bự như cái mình vậy. Nhưng mà thật ra đem về trồng thì cũng khó. Trái có nhiều đầy. Trái đi 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 cho nó vui thôi. Nó phải làm kiểng mà. Trái gì sao ăn được cả nhà. Nên thì giờ mình mua mình trồng cho đẹp thôi. Chung người không có thì người ta lại thích. Dạ. Thích có cây cho nó đẹp. Ở đây trồng mấy cái ổ và bữa nữa mấy cái táo này nó lớn, mấy cái ổ này coi như là... À thì tại sao mình trồng mình áp cái vùng bìa thôi. Và ổ thì mình trồng theo kiểu mình cứ cắt cành mình ăn xuống thôi, ăn cái tán thấp chứ mình không ăn tán cao. Dạ. Bây giờ chú trồng chú đừng có bán trái nữa chứ. Chú bán lá. À cái ổ này hả? Còn thấy nhiều có nhiều người lấy lá ổi bán rồi á. Có bây giờ người ta làm trà nó ổi cái này. Dạ. Hay lắm. Bây giờ người ta trồng á, người ta lấy trái là xưa rồi, bây giờ mình cho mình lấy lá mình bán cả nha. Cây thì nó cũng có.
rồi, mình tận dụng mình trồng vòng vòng bìa cho nên vừa lấy mát vừa tạo cái cảnh quan thôi. 10 điểm này, 10 điểm nhưng mà nó gặp để qua ngày mai là nó sẽ màu như thế này, mà gửi đi tỉnh mà nó màu như thế này là người ta chữa chết luôn. Bắt đầu là để đi qua đêm nó mới dập. Ok nè. Đó, bởi vậy cứ hái đi tỉnh là hái cỡ đây mà. Cỡ này là bán người ta chơi nè. Thấy không? Bắt đầu có hiện tượng là chín dập rồi, thấy không? À nó chín cái đít nó vào như nó đỏ đít. Rồi cỡ này là coi như xong rồi. Đây. Cỡ này. Cỡ này thôi. Cỡ này thôi chứ sao ăn cả nhà. Đó, cái này chín quá chín rồi thấy không? Đây quá chín nè. Cỡ này đi phơi táo không? Phơi táo gọi là phơi táo như táo tàu kìa. Nó ngọt lắm, bay mùi rượu luôn á. À nó chín nó bay mùi rượu. Dạ. Chú trồng theo cái canh tác lưới như thế này chú xịt thuốc nhiều không chú? Nói chung là nó vẫn bị nặng ruồi vàng, nó vẫn vô nó chích mũi hành. Nhưng mà chú tủ như thế này làm sao ruồi nó vào nó chích được? Thực ra ruồi ít, bây giờ ngày xưa người ta cứ tưởng là bướm với ruồi như thực ra bây giờ nó có thêm một cái tác nhân khác, đó là cái con mũi hành. Dạ. À, con mũi nó sẽ vào. Nó gọi là con mũi hành, thực ra là một con là một cái dạng bướm nhỏ nhỏ. Dạ. Nhưng mà con mũi là như nó phá cái hành nhiều quá, bây giờ người ta mới đặt tên cho nó gọi là mũi hành. Dạ. Mà mũi thì nó nhiều lắm. Dạ. Đó như vườn cây này tối là mũi ung ấy, bắt đầu nó bay lên là như nó đẻ trứng trên các cái chùm trái này. Dạ. Là cái trứng của nó khi mà nó nở ra là nó nở ra sâu hay chứ? Nó lại nở ra con sâu. À. Là gọi cái con sâu đỏ trong táo ấy thì là do con mũi hành là nó đẻ trứng. Con tưởng đâu là khi mà mình bao như thế này là mình ngăn chặn được côn trùng. Mình chỉ ngăn chặn được bướm, ruồi. Dạ. Muỗi thì mình đâu ngăn chặn được. Dạ. Tại muỗi là cứ đất ẩm ướt, bụi cỏ bụi cây là nó sẽ sinh sản nhanh lắm. Dạ. Vậy mình... là mình hạn chế được 70-80% thôi. Vậy thôi. Dạ. Bây giờ ở dưới làng cũng đang bị cái nạn muỗi hành mà như nó chích trái. Dạ. Con muỗi nó không có chích trái mà nó sẽ đẻ trứng ở trên những cái trái non này này. Và khi một ngày sau thì cái trứng nó nở ra con sâu nó sẽ đục trái nó vào. Yeah. Như dân mình không biết này, bảo là mũi chích, không phải, con mũi nó không có chích. Yeah. Con bướm nó cũng không có chích. Mà nó chỉ đẻ trứng rằng ở gần các cái trái non á. Yeah. Bắt đầu 2 ngày sau này như nó nở ra con sâu nó sẽ chích cái trái. Nên dân mình không biết là cứ đi xịt mũi không à. Yeah. Khó. Mình bao như thế này là mình sợ con sâu với lại nấm đúng không chú? Hai cái tác nhân bệnh đó là mình sợ nhất hả? Nấm thì thực ra lại không bao, nó lại ít bị hơn. Thì mình bao như thế nó hầm giữ độ ẩm á? Không phải, nấm thì làm cái là cái không khí mà nó nóng ẩm thì nó lại sinh ra nấm nhiều hơn là mình không bao. Dạ. Yeah. Ý là bao như thế này nó bao nới chỉ giữ được bướm với ruồi vàng thôi. À. Và các cái loại bướm khác để nó như nó sinh sâu thôi. Còn riêng nấm bệnh, còn là bệnh thì là do nấm. Yeah. Nấm thì cái trời nó càng thoáng gió thì nó càng không có nấm. Yeah. Còn mình để lưới thì nó lại hầm. Nó hầm là nấm nó xanh lại, đúng không? Nó lại sinh nấm nhiều hơn. À. Thì bởi vì cái thép mới nói là khi mà chúng ta bao lưới như thế này thì chúng ta chỉ khử được ruồi vàng thôi. Còn về tác nhân bệnh nấm á, là cực kỳ nhiều. Bởi nói là sạch và xanh, cứ làm trong nhà màng là sạch, nó cũng không phải. Làm nhà màng thì hạn chế được sâu là như nó tối đa. Dạ. Nhưng mà bệnh thì nó lại phát triển nhiều hơn. Dạ. Dạ. Con cũng nghĩ như chú vậy. Nên có mình có thấy những cái cây mà nó lá nó vàng nó có vẻ nó yếu á. Thứ nhất là nó bị kiểu như nó bị thiếu ánh nắng với lại nhiệt độ ở trong nó cao quá, nó rất là dễ bị rụng lá. Nó không có thoáng gió bằng ở ngoài trời. Đây là nấm. Dạ. Cả nhà có thấy tác nhân nấm không? Đó. À, rung cái là rụng lá nấm xuống luôn. Đây là cái căn biệt phủ của chú Dương cả nhà. Tại vì cả nhà biết sao mà mình biết là cái đất này của người Kinh không? Tại vì người Rắc Lây họ ít khi nào họ xây, họ làm cái nhà bằng tôn như thế này lắm. Người Rắc Lây thì họ làm nhà bằng cây. Dòm vô thấy nhà bằng tôn là cứ ra rừng chặt cây về thì thân đấy thôi. Dạ. Mình dòm thấy cái nhà bằng tôn là mình nghi là của người Kinh rồi. Cao thoáng. Ủa chú Dương ơi, chú sợ cọp hay sao chú làm cao với chú Dương? À mình làm này có mục đích ở dưới làm cái kho chứa đồ. Dạ. Hai là trên này trên núi cũng nên ở cao cho nó khỏi rắn rết rồi heo rừng heo rết vô nó phá. Chú Dương ơi, con hỏi này cái chú,
Nghe. Chú ở trên rừng này có khi nào mà gặp cướp gặp đồ không? Chắc không á. Không hả? Không mà sao con thấy chú sợ, hình như chú để súng để đồ đây, sao chú cướp hay sao? Súng mà chú mua mấy cây chú để đây, chú sợ cướp hay gì? Đây cả nhà, ông chú Dương ở trên núi, ông sợ cướp. Cướp rồi xài súng. Chú có trang bị hai cây súng ở đây, lỡ mà cướp được có vô, chú sử dụng này để phòng vệ nha cả nhà. Cái đêm mà cướp nó vô nó đâu biết cái nào giả nào thật đâu, nó thấy cầm súng là nó sợ luôn. Chú này chú cũng tính cũng dữ lắm. Cái đêm vô mà không cần biết giả hay thật mà cầm cái súng này là thấy ớn ớn rồi cả nhà. Ở đây lý tưởng thôi, nhưng đều có hơi nắng tí. Là cái hệ thống điện là chú để đến đây luôn hả chú? À đó, hệ thống điện để mình như sinh hoạt đó. Chú làm cũng kiên cố quá chứ, cứng ngắc luôn. Lúc lắc nó không rung rinh luôn nha. Đây là cái những cái tấm pin năng lượng mà chú Dương đang sử dụng nó để có được cái nguồn điện từ thiên nhiên để phục vụ tưới tiêu hết tất cả ba mẫu này cả nhà. Thì thép thấy là hình như nó 5 tấm hả chú? Nó có 5 tấm thôi. 5 tấm này là chú làm ra một ngày bao nhiêu cái điện? Điện thì 5 tấm là 2 ký một giờ. Dạ. Thì nói chung mình cũng không xài nhiều, chữa nào mình để cho bơm nước tưới tiêu là chính thôi. Dạ. Còn bao nhiêu cái lúc nào không tưới thì là như nó sẽ tích về bình để mình xài buổi tối. Dạ. Xài sinh hoạt. 1 giờ nó 2 ký, 24 giờ. Này 24 giờ này nó tới 4 mấy ký vẫn còn dư điện nhiều. Nói chung là mình làm sinh hoạt thì như thoải mái. Dạ. Dài được bếp từ nồi cơm điện, ấm điện, tủ lạnh. Dạ. Vô nhiều. Rồi là điện sinh hoạt là như thoải mái. À, trong này thì thép thấy là chú có một cái hệ thống tích điện. Đây nè. Đó phía trong nhà, nó phía trong nhà là có hệ thống bình. Cái bình ở trong nhà. À, đây là cái đồng hồ. Là cái đồng hồ mình chuyển điện. Cái này CB khi nào mà sự cố nó sẽ tự sạch đi cả nhà. Thì cái tất tần tật chi phí mà chú làm ra cái đó khoảng nhiêu chú? Hệ thống toàn bộ hệ thống điện thì hết khoảng chừng 70 triệu. 70 triệu. Là bao gồm cả bơm nước. Hệ thống bơm là mất khoảng chừng như 20 triệu. Dạ. Đây là cây nhà lá vườn. Dạ. Có chút quà gửi cho anh em. Dạ con cảm ơn chú Dương nha. Dạ. Dạ. Cũng mong anh em đi giúp cho người dân được nhiều hơn. Dạ. Tốt, đó là một điều như nó rất tốt. Dạ. Okay. Thật sự mà hôm nay gặp chú Dương ở đây thép cảm thấy rất là bất ngờ. Thép không nghĩ là một cái vùng đất khô cằn ở đây mà chú Dương có thể bàn tay chú Dương có thể canh tác được một cái cây cối nó xanh như thế này cả nhà. Thì thật sự mà nói mà khi mà chúng ta trồng cái cây cũng như là chúng ta nuôi một đứa con gì cả nhà. Nếu mà chúng ta nhắm khả năng mà chúng ta trồng nó xuống được, chúng ta chăm nó được, tưới nó được thì chúng ta nên trồng thì nó sẽ tốt. Cũng như chúng ta đẻ một đứa con ra mà đẻ được mà không nuôi được thì nó lại khổ, khổ cho con rồi khổ cho người nuôi nữa. Đó thì hôm nay gặp chú Dương phải nói là một cái video truyền cảm hứng, truyền rất là nhiều động lực cho bà con người đồng bào Rắc Lây ở khu vực đây là rừng của xã gì chú? Xã Phước Thái. Xã Phước Thái. Nói từ Phước Thái. Khu vực này là khu vực ráp danh giữa xã Phước Vinh. Là Phước Vinh, Phước Thái. Dạ, Phước Thái, Phước Vinh nó nằm kế nhau. Thì hy vọng là những cái video này nó cũng là những cái video truyền động lực cho bà con ở nơi đây. Thì bà con ở vị trí đây thì thép thấy là về cái kinh nghiệm của họ thì họ làm như thế này thì cũng thứ nhất là kinh nghiệm họ chưa có, cái thứ hai quan trọng nhất là vốn. Đúng rồi, tiền nó nhiều vấn đề để đầu tư, nó nhiều cái vấn đề lắm cả nhà. Nhưng mà hy vọng họ coi nếu mà họ áp dụng được cái gì thì họ áp dụng. Cảm ơn chú Dương rất rồi, nhiều nha. Dạ con xin phép chú Dương nha. Rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã xem video này ủng hộ thép. Bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người.